Cái này là khi mà đạt được đến cái cảnh giới rồi thì mọi chuyện nó rất là nhỏ. Đó. Đây, gia vị các kiểu con đà điểu. Hành thì rang lên, ớt tùy theo cấp độ ăn cay của mọi người. Lá chanh, rau thơm. Rồi xong. Khi mà thịt chín là... Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Thì để tiếp tục cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ like, share, subscribe để ủng hộ kênh của mình. Rồi, chúc cho mọi người có một ngày ăn tiết canh ngó thật ngon miệng. Cái này là khi mà đạt được đến cái cảnh giới rồi thì mọi chuyện nó rất là nhỏ. Đó. Đây, gia vị các kiểu con đà điểu. Hành thì rang lên, ớt tùy theo cấp độ ăn cay của mọi người. Lá chanh, rau thơm. Rồi xong. Khi mà thịt chín là bầm thịt thôi, cho vô. Đây. Khi làm thì chẳng thấy ai mà đến khi ăn nhậu là tầm 20 người nha mọi người. Đó. Mấy thằng đệ nó ghiền tiết canh quá, đâm ra mình lại phải chỗ tài. Đến khổ. Cái này là thịt thăn nha mọi người. Thịt thăn thì mình cũng không cần bằm kỹ quá. Bằm kỹ quá thì cho ăn mùn thớt à. Bằm sơ sơ thôi. Tại vì cái này là thăn nha mọi người. Đó. Rất là ok luôn. Còn bây giờ mình có chỉ cái công thức theo mình được biết thì cũng nhiều bạn chưa biết thì chắc cũng làm không nổi đâu. Kinh nghiệm của mình là hết mười mấy con ngan rồi đấy. Mười mấy con vịt xiêm đấy. Thì mới được cái thành quả ngày hôm nay. Rồi, bây giờ là mình đảo đều gia vị nha mọi người. Đó, gọi là nhân đấy. Đảo đều xong rồi quánh tiếp. Vấn đề quánh tiếp nó quan trọng lắm đấy. Bây giờ có chú nào cầm cam cho mình, chú Nghiệp. Đây, chú cầm vậy cho tôi nha. Cầm ngang vậy, đúng rồi. Đây, nhiều đầy nước. Không thể làm caramel được nữa rồi. Rồi. Giờ mình lấy bát tiết này ra. Chú Tèo. À, tôi chỉ cho mà làm. Nhẹ nhàng thôi. Lặn hết cái đó đi. Lấy cái nè, muỗng nè. Lấy cái muỗng. Mình lặn hết cái nước trên ra nha mọi người. Lặn nhiều xuống ư? Ừ. Làm ăn thế này hỏng à? Rồi để mình ra tay thôi. Cái phần bí mật là đã xong rồi. Đút nó không cho ăn máu không? Bảy cái này tiết canh ai kêu là máu? Mà tiết canh mình đánh theo kiểu Bắc nha mọi người, là đánh đông đấy. Còn đánh theo kiểu miền Trung thì đánh không đông thì mình chịu bó tay, không làm được. Đã đều ra. Đó. Đây là cuộc sống trên rừng thôi. Mọi người thấy hay thì like, share và subscribe để ủng hộ kênh cho mình. Lấy cái động lực ra nhiều video cho nó hoành tá tràng thêm. Đúng không? Rồi xong đông luôn rồi, khỏi. Bó tay luôn. Cái này người ta gọi là đẳng cấp. Nó đạt đến cái cảnh giới à. Cái tầng cao nhất rồi. Xong luôn mọi người, đông luôn rồi. Rồi xong. Coi như là một chiếc video của Lâm Hùng Vlog. Quá hoành tráng. Rồi xong nha mọi người. Khách mời chưa tới mà mấy con nghiện tiết canh này chịu không được đó. Mấy con nghiện tiết canh chịu không được là phải, không có chờ khách chờ khứa gì cả. Đấy, thấy. Đó, đây con nghiện đây. Thấy tiết canh là ở lại, còn không thấy tiết canh là chạy bay bụi về 82 rồi. Rồi đây. Thành quả của mình đây. Bạn nào có cái sợi lạt á, lạt tre, lạt nứa thì cho mình xin một sợi nha. Tại vì nó quá là cứng rồi. Đó. Việt nấu mẻ, tiết canh, có vậy thôi. Thôi mời mọi người dùng cơm anh em mình nhá. Cũng không có gì là ấy cả. Hôm nay chán cơm à, đổi món thôi, ăn bún.
xong 5 mạng hoàng hôn. Rồi, xin chào tất cả mọi người, anh em mình cùng bữa đây, mời mọi người ăn cơm anh em mình, mà cũng không có cơm đâu, ăn bã thôi. Ngon không? Ngon. Không biết các ông có nể tôi không mà tôi rất là nể cái bản thân tôi đấy. Đấy. Bây giờ nó gọi là đang ở cái đẳng cấp gọi là không còn thể lên được nữa rồi. Theo tôi là tôi chế nước nước luộc kìa.